niềm tin lung lay, mất thêm nhiều thành phố. Quang Sang xin kính chào quý khán giả của kênh 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Quân đội Nga tiếp tục tiến công vào Rebotino, 4 thành trì của Ukraine thất thủ. Tổng thống Biden, Ukraine có thể mất nhiều thành phố nếu Mỹ trì hoãn viện trợ. Elon Musk bình luận về việc Nga chiếm Adipka, đồng ý quan điểm xung đột Ukraine là cuộc chiến dở trá. Trong khi đó, chính quyền Kiev đe dọa NATO bằng tuyên bố về vũ khí hạt nhân. Ông Medvedev nói về hậu quả của nỗ lực đưa Nga trở lại biên giới năm 1991. Sau đây, xin mời quý khán giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Nga tiến công vào Rabotino, 4 thành trì của Ukraine thất thủ. Theo ấn phẩm AVR, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể trong chiến dịch quân sự đặc biệt, giải phóng hoàn toàn thành phố Adipka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tiến sâu 8,6 km vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, diện tích lãnh thổ mà Nga mở rộng sau khi kiểm soát Adipka là 31,75 km2. Hoạt động này là một sự kiện quan trọng và đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin, người đã chúc mừng quân đội Nga về một chiến thắng quan trọng. Về phía Ukraine, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sysky đã xác nhận việc rút các đơn vị khỏi thành phố. Các nhà quan sát lưu ý rằng những người lính Ukraine đã vẽ nên một bức tranh hỗn loạn về một cuộc rút lui đầy rủi ro và kinh hoàng, trong đó đôi khi họ buộc phải bỏ lại những người bị thương. Một chỉ huy quân đội cấp cao thừa nhận trên Telegram rằng một số lượng quân nhân Ukraine nhất định đã bị bắt trong cuộc rút lui. Không chỉ vậy, các nhà báo của kênh Telegram Voendelo đưa tin rằng hàng ngũ quân đội Ukraine ở khu vực Adipka hoàn toàn bối rối và hoảng loạn trong quá trình rút lui và đã tấn công người dân của họ khi cố gắng rời Adipka qua những bãi đất trống do tình hình diễn biến nhanh chóng. Một phóng viên người Đức viết rằng ông bị sốc trước sự kiện đầu hàng của khu vực kiên cố nhất ở Adipka. Đó là nhà máy sản xuất than cốc được chuẩn bị đặc biệt để phòng thủ lâu dài. Theo ông, các chỉ huy của lữ đoàn xung kích số 3 nói rằng họ sẽ rời thành phố để phòng thủ ở những vị trí thuận lợi hơn, trong khi những vị trí thuận lợi này lại nằm trong nhà máy than cốc chứ không phải trên bãi đất trống. Kênh TG là nhịp tin gì của Ukraine cho biết lữ đoàn xung kích số 3 được ca ngợi và được cho là sẵn sàng chiến đấu nhất, chỉ đơn giản bỏ chạy khỏi nhà máy than cốc, bỏ lại tất cả các kho đạn dược, vũ khí và mọi thứ cần thiết cho một cuộc bao vây kéo dài. Hơn nữa, họ chạy nhanh đến nỗi thậm chí không khai thác được bất cứ thứ gì. Nhưng họ hứa sẽ quay lại và dán cho Nga một đòn thậm chí còn mạnh hơn nhiều, và thế là họ chạy. Ngoài ra, việc thu giữ nhiều loại vũ khí mà quân đội Ukraine bỏ lại trong cuộc rút quân cũng được báo cáo. Nhiều đoạn video thu được cho thấy, trong những chiếc hộp được tìm thấy trong hộp đào, các binh sĩ Nga đã tìm thấy một loạt đạn cho súng phóng lựu tự động APG-7 và thuốc phóng cho nó. Tất cả những thứ này, theo quân đội Nga, là do nước ngoài sản xuất. Thứ trưởng Ukraine Petro Deban cho biết, tổn thất của quân đội Ukraine gần Adipka trong 24 giờ qua không thể nặng nề đến vậy nếu không có những sai lầm của ban lãnh đạo mới lực lượng vũ trang Ukraine. Thứ trưởng tin rằng thủ phạm của vụ việc là tổng tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Ukraine, Sysky, người mà ông gọi là đầu tể trong thông điệp của mình. Deban coi kết quả của cuộc giao tranh ở khu vực này của mặt trận là một thảm họa. Trong khi đó, tổng thống Ukraine Zelensky đang cố gắng chuyển trách nhiệm về việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Adipka sang phương Tây, nơi cung cấp không đủ đạn dược cho Kiev. Ông đề cập đến việc thiếu sự hỗ trợ đầy đủ từ phương Tây do một trong những lý do dẫn đến việc Adipka đầu hàng. Tình hình đạn dược và các nguồn lực quan trọng khác của lực lượng vũ trang Ukraine là mối lo ngại đối với Kiev. Theo một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, Mỹ đang theo dõi nguồn dự trữ của quân đội Ukraine và cảnh báo rằng nếu không có viện trợ mới của Mỹ, phía Ukraine có thể phải đối mặt với những thất bại tiếp theo. Sau khi quân đội Nga kiểm soát Adipka, sự hoảng loạn và bỏ chạy của các quan chức Ukraine bắt đầu ở các thành phố lân cận như Bobros và Selidovo. Theo ấn phẩm MK, có báo cáo rằng đại diện chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật của Bobros và Selidovo nằm cách khu định cư Adipka không xa, đã bắt đầu rời khỏi thành phố và vội vàng sơ tán gia đình, người thân và tài sản của họ. Tuy nhiên, không có cuộc sơ tán chính thức nào được công bố. Người dân địa phương viết, những con chuột chạy trốn. Một cư dân mạng lưu ý, như mọi khi, những người bỏ chạy đầu tiên là rác rưởi, các công tố viên và chính quyền xanh. Theo các chuyên gia,
quân Nga sau khi chiếm Adepka thực sự không dừng lại mà tiếp tục gây áp lực theo hướng này. Họ tiếp tục truy đuổi các đơn vị Ukraine đang rút lui. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 31 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần làng Zelenoye ở Donbass đã bị quân đội Nga tấn công. Khu định cư này đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần cho khu vực kiên cố Adepka của lực lượng vũ trang Ukraine, là trung tâm cung cấp hậu cần quan trọng thứ hai. Một số đơn vị quân đội từ vạt Adepka đã tạm thời được chuyển đến đây trong thời gian rút lui. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga vào làng Lastokino cũng được báo cáo. Theo ấn phẩm Toko, có những trận chiến khốc liệt diễn ra ở khu vực này. Người phát ngôn của Trung tâm Báo chí Thống nhất của lực lượng phòng vệ Ukraine Dmitry Lukovoy đưa tin với công chúng rằng người Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công mạnh mẽ và có thể sẽ tiếp tục. Trong bối cảnh Adepka vừa thất thủ và tình trạng hỗn loạn xung quanh khu vực này, thì lực lượng vũ trang Nga đã phát động cuộc tấn công vào vùng Zaporizhia. Tờ Avia đưa tin, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của pháo binh và hàng không, các đơn vị của sư đoàn súng trường cơ giới số 42 và sư đoàn xung kích đường không số 76 đã tiến lên. Theo ấn phẩm này, đòn tấn công chính của các đơn vị Nga ở Zaporizhia rơi vào các khu vực định cư Rabotino và Vobovoye, cũng như khu vực xung quanh. Ấn phẩm Toko đưa tin, các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Rabotino hiện đang bốc cháy theo đúng nghĩa đen. Dưới sự bao phủ của hỏa lực, các nhóm bọc thép gồm lính súng trường cơ giới và lính dù đã có thể tiến về phía trước, tạo ra một mũi nhọn sâu vào hàng phòng ngự của quân đội Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Nga đã chiếm giữ 4 thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực làng Rabotino theo hướng Zaporizhia. Hai ngày trước, đại diện của Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine đã thông báo rằng lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở Zaporizhia. Nhưng rõ ràng, ngay cả đối với họ, một cuộc tấn công nhanh chóng như vậy của quân đội Nga cũng là điều bất ngờ. Các nhà phân tích cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên dọc chiến tuyến. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào hậu phương gần và xa của quân đội Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng việc mất thành trì quan trọng Adepka, thay đổi tổng tư lệnh, giảm nguồn cung cấp vũ khí là những vấn đề mà chính quyền Tổng thống Zelensky cần phải trình bày chính xác cho người dân của mình. Mọi chuyện hiện không diễn ra tốt đẹp đối với chính quyền Kiev. Biden, Ukraine có thể mất nhiều thành phố nếu Mỹ trì hoãn viện trợ. Hãng thông tấn TASS hôm 18 tháng 2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Ukraine có thể mất thêm nhiều thành phố sau Adepka, trong khi Mỹ trì hoãn viện trợ. Theo ông Biden, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ bổ sung cho Kiev, quân đội Ukraine có thể mất các thành phố khác sau khi rút lui khỏi Adepka. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có chắc chắn Ukraine sẽ không mất các thành phố khác sau khi rút khỏi Adepka hay không, Tổng thống Joe Biden đáp, tôi không chắc chắn và không ai có thể chắc chắn. Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa. Tổng thống Biden cho rằng sẽ là vô lý và phi đạo đức nếu từ chối hỗ trợ Kiev khi quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược. Tôi sẽ chiến đấu để có được loại đạn dược mà họ cần, ông Biden nói. Cho biết thêm rằng, ông đã hứa với Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine. Trước đó, Fox News đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden khi nói về việc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine đã khiến Ukraine và NATO bối rối. Tờ báo trích dẫn lời người đứng đầu Nhà Trắng như sau. Ý tưởng rằng chúng tôi sẽ rút khỏi Ukraine, ý tưởng rằng chúng tôi sẽ cho phép NATO chia cắt là hoàn toàn trái ngược với lợi ích của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vì vậy, đã đến lúc phải đảm bảo rằng Quốc hội thông qua luật tài trợ cho NATO. Đáp lại, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trên mạng xã hội X lưu ý rằng Ukraine không phải là thành viên NATO như Israel và Đài Loan. Thượng viện Mỹ tuần trước đã thông qua dự luật lưỡng đảng sẽ cấp 95,3 triệu USD tài trợ cho ba đồng minh vì mục đích quốc phòng. Nhưng Hạ viện đang tạm nghỉ 2 tuần và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Hạ viện sẽ không vội vàng để vượt qua nó. Các quan chức Ukraine và Mỹ đã đổ lỗi việc mất thành phố là do viện trợ phương Tây cạn kiệt, trong khi Lầu Năm Góc cảnh báo hôm thứ Sáu rằng tình hình ở Adepka có thể sớm lặp lại ở nhiều địa điểm khác dọc tiền tuyến nếu các nhà lập pháp Mỹ không hành động cấp phép gói vũ khí, đạn dược và huấn luyện mới trị giá 60 tỷ USD cho Kiev. Không chỉ thiếu đạn dược, Ukraine còn đang phải vật lộn với việc mất hàng trăm nghìn binh sĩ. Tờ Washington Post đưa tin hồi đầu tháng này rằng sự thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng này có thể sớm dẫn đến sự sụp đổ trên toàn mặt trận. Trước đó rất lâu, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa bị lật đổ, tướng Valery Zelensky đã cảnh báo rằng cuộc xung đột đã đang đến bế tắc.
và rằng dân số đông hơn và nguồn lực lớn hơn của Nga đã đặt nước này vào lợi thế có lợi trong một thế trận kéo dài. Ngoài ra, Thượng tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis bày tỏ trên kênh YouTube của mình rằng sau khi Adipka đầu hàng, quân đội Ukraine không còn tin tưởng vào tổng tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sysky. Chuyên gia này lưu ý rằng phía Ukraine hiện đang bị lung lay. Họ có những khác biệt chính trị nội bộ sau khi mất tổng tư lệnh nổi tiếng Zelensky. Và bây giờ có tướng Sysky, người tuyên bố rằng ông sẽ giữ Adipka, nhưng hai ngày sau thành phố bị bỏ hoang. Nhà phân tích kết luận, bạn có thể thấy rằng niềm tin của họ đã bị lung lay. Trước đó, nhà báo người Đức Julian Rocker đã gọi cuộc xung đột giữa Zelensky và Zelensky là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay ở Adipka. Elon Musk bình luận về việc chiếm Adipka, đồng ý xung đột Ukraine là cuộc chiến dối trá. Tờ Washington Post dẫn lời Rob Lee, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia, cho biết việc mất Adipka sẽ ảnh hưởng nặng nề đến lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói, câu hỏi chính hiện nay là việc rút quân sẽ tốn kém đến mức nào và chất lượng của tuyến phòng thủ tiếp theo. Bài báo lưu ý rằng sự rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine đã nâng cao tinh thần của người Nga và làm tăng mối lo ngại về việc giảm nguồn cung cấp quân sự và số lượng nhân sự ở Ukraine. Trong khi đó, bình luận về bài đăng liên quan đến việc quân Nga chiếm được Adipka, doanh nhân người Mỹ Elon Musk cho biết Moscow sẽ tiếp tục giành được lợi thế chừng nào xung đột ở Ukraine còn kéo dài. Elon Musk viết trên mạng xã hội X, điều này càng kéo dài thì càng có lợi cho Nga. Đây là cách doanh nhân trả lời tin nhắn từ tỷ phú David Sachs, người lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh bại ở Adipka và lực lượng Nga đang tiến lên. Sachs viết rằng, vì vậy, đây không phải là một sự bế tắc. Từ ngữ được sử dụng quá mức này sẽ sớm mờ đi trong trí nhớ và một câu chuyện mới sẽ xuất hiện. Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk dường như cũng đồng ý với David Sachs, người tin rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc với thất bại nặng nề cho Kiev. Nhưng phương Tây sẽ cố gắng dựng chuyện theo cách che đậy sự thật. Vào Chủ nhật, Sachs đã đăng một bài đăng trên X có tựa đề Cuộc chiến dối trá, lập luận rằng xung đột Ukraine dựa trên sự giả dối và lừa dối về nó đã bắt đầu như thế nào, nó diễn ra như thế nào và nó sẽ kết thúc như thế nào. Doanh nhân này tuyên bố rằng công dân các nước phương Tây đang được thông báo rằng Ukraine đang thắng trong khi thực tế là họ đang thua, trong khi bị nói dối rằng vấn đề chính của Kiev là thiếu nguồn tài trợ của Mỹ. Trong khi thực tế thì đó là thực tế phương Tây có thể không sản xuất đủ đạn dược. Theo Sachs, hành vi lừa dối không dừng lại ở đó. Ông nói, chúng tôi được thông báo rằng không có cơ hội để đạt được hòa bình, khi trên thực tế chúng tôi đã từ chối nhiều cơ hội giải quyết bằng thương lượng. Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đang nói dối khi nhấn mạnh rằng cuộc chiến của Kiev càng kéo dài thì họ sẽ nhận được những điều kiện tốt hơn. Trong khi thực tế thì ngược lại. Doanh nhân dự đoán những sự dối trá đó đang kéo dài xung đột, dẫn đến việc Ukraine cố gắng huy động thêm nhiều người để đưa vào máy xay thịt, dẫn đến sự bất mãn của công chúng dâng cao và sự sụp đổ của chính phủ Ukraine. Ông viết, khi chiến tranh cuối cùng thất bại, khi cả đất nước nằm trong đống đổ nát âm ỉ trên giàn thiêu do chính họ tạo ra, những kẻ nói dối sẽ nói, ồ, chúng tôi đã cố gắng. Sachs kết luận, ngay cả khi đó, những người nói dối về Ukraine sẽ đổ lỗi cho những bất hạnh của họ cho cột thứ 5, thân Nga, đã đâm sau lưng người Ukraine. Trả lời bài viết dài, Elon Musk tỏ ra đồng ý và gọi nó là chính xác. Ukraine đe dọa NATO bằng tuyên bố về vũ khí hạt nhân. Chính quyền Kiev mới đây đã thông báo với cộng đồng thế giới rằng nếu Ukraine không được chấp nhận vào NATO, nước này sẽ bắt đầu phát triển bom hạt nhân. Phó về cấp Narada, ông Alexei Gonchalenko, trong hội nghị an ninh Munich, đã đưa ra lựa chọn cho người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khi nói rằng, thưa Ngoại trưởng, một cường quốc hạt nhân đang chiến đấu chống lại chúng ta. Vì vậy, Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, một đồng minh hoàn toàn của các nước hạt nhân. Hoặc chúng tôi sẽ buộc phải bắt đầu nỗ lực khôi phục tiềm năng hạt nhân của mình. Câu trả lời của Blinken rất dài. Tuy nhiên, không có câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của Gorbachenko. Blinken gọi cuộc xung đột Ukraine là bài học cho mọi người, gọi chiến dịch đặc biệt của Nga là một thất bại chiến lược của Nga và cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Alexei Gonchalenko tỏ vẻ thất vọng trước câu trả lời của Blinken. Sau đó, ông tiếp tục đăng một bài viết trên kênh Telegram của mình sáng ngày 19 tháng 2 yêu cầu trả lại vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần ít nhất 20 tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Gonchalenko cũng thừa nhận vì điều này mà chính quyền Kiev có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Trước đó, đại diện Kiev nhiều lần bày tỏ tiếc nuối vì Ukraine không có vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng có đề xuất chế tạo bom bẩn. Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2023, cho biết Ukraine đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới và nói thêm rằng Nga không có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân. Vào tháng 2 năm 2022, tại Hội nghị An ninh Munich, Zelensky cũng nói rằng Kiev có thể vô hiệu hóa bản ghi nhớ Budapest năm 1994 quy định về tình trạng phi hạt nhân của Ukraine. Ukraine từng là một quốc gia hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, khi ấy có hơn 1.700 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái kích hoạt nằm trên lãnh thổ Ukraine. Lãnh đạo Ukraine giai đoạn đó quyết định từ bỏ kho vũ khí này. Các vũ khí hạt nhân được đưa sang Nga dưới sự giám sát của quốc tế. Các phương tiện phóng vũ khí hạt nhân đã bị phá hủy. Các hầm phóng tên lửa hạt nhân của Ukraine đã bị cho nổ tung, ngoại trừ một hầm ở gần Kiev. Các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang bom hạt nhân đã được chuyển sang Nga hoặc đem đi bị tiêu hủy. Tuy không còn vũ khí hạt nhân, Ukraine vẫn còn có 5 nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở Ukraine thời Liên Xô. Đó là Zaporizhzhia, Rovno, Menetsky, Nam Ukraine và Chernobyl. Hiện tại 3 trong số 5 nhà máy nói trên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Chernobyl đã được cho là nghỉ hưu vào năm 2020. Còn Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga sau khi họ mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Các nhà phân tích cho rằng Ukraine khó có khả năng tự sản xuất vũ khí hạt nhân. Alexei Danilov, cựu chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cũng thừa nhận điều này vào tháng 8 năm 2023. Ông nói rằng, đối với kho vũ khí hạt nhân bị giải trừ của chúng tôi, việc sở hữu lại nó rất khó xảy ra. Điều này không chỉ vì một số vấn đề chính trị, mà còn vì những vấn đề công nghệ. Tuy nhiên, nếu chính quyền Kiev sở hữu vũ khí hạt nhân, có thể chiến tranh hạt nhân sẽ bắt đầu. Một người dân Nga lưu ý rằng, nền tảng chủ quyền ban đầu của Ukraine phải được xác nhận. Tình trạng trung lập, không có liên kết và không có hạt nhân. Các nhà phân tích cho rằng, Kiev đưa ra tuyên bố về vũ khí hạt nhân chủ yếu để dùng để tống tiền và thúc đẩy phương Tây chấp nhận Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như cung cấp thêm đạn dược và viện trợ cho Ukraine. Medvedev nói về hậu quả của nỗ lực đưa Nga trở lại biên giới năm 1991. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trên kênh Telegram rằng những nỗ lực đưa Nga trở lại biên giới năm 1991 sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu với phương Tây. Ông viết, sự sụp đổ của nước Nga sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với kết quả của một cuộc chiến thông thường, thậm chí là kéo dài nhất. Theo ông Medvedev, đây sẽ là một cuộc chiến tranh toàn cầu sử dụng toàn bộ kho vũ khí chiến lược của Nga. Medvedev nói, tới Kiev, Berlin, London, Washington, tới tất cả các địa điểm lịch sử đẹp đẽ khác từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu bay của bộ ba hạt nhân của chúng ta. Lưu ý rằng, bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an cũng cho biết, gần đây ông đã nhận được nhiều ý kiến phản đối quan điểm rằng cường quốc hạt nhân không thể thua trong chiến tranh. Đồng thời giải thích rằng, ông không muốn nói đến những cuộc chiến tranh thông thường, mà là những cuộc chiến trong đó tổ quốc, đất nước, con người và các giá trị được bảo vệ. Đồng thời, ông đặt một câu hỏi tù tư, liệu phương Tây có thực sự tin rằng người dân Nga sẽ nuốt trôi sự chia cắt đất nước của họ? Và giới lãnh đạo có run sợ khi đưa ra những quyết định khó khăn hay không? Ông Medvedev hỏi rằng, liệu chúng ta có đủ can đảm để làm điều này nếu sự biến mất của đất nước ngàn năm tuổi, tổ quốc vĩ đại của chúng ta đang bị đe dọa và những hy sinh của người dân Nga trong nhiều thế kỷ sẽ trở nên vô ích? Theo ông, câu trả lời là hiển nhiên. Các kịch bản mà theo đó, về mặt lý thuyết, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân được nêu trong học thuyết quân sự và trong các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Theo đó, điều này có thể xảy ra trong trường hợp như sau. Gây hấn chống lại Nga hoặc các đồng minh của nước này bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tác động của kẻ thù đối với các cơ sở quân sự hoặc chính phủ quan trọng. Nếu thất bại, sẽ làm gián đoạn phản ứng của lực lượng hạt nhân. Xâm lược bằng cách sử dụng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của chính nhà nước bị đe dọa. Đáng chú ý, mới đây, người đứng đầu Tổng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Đại tá Sergei Ruskoy, cho biết các quân nhân NATO dưới vỏ bọc lính đánh thuê đang tham gia chiến sự ở Ukraine. Ruskoy nói rằng, các quân nhân NATO dưới vỏ bọc lính đánh thuê tham gia vào các cuộc chiến, họ kiểm soát các hệ thống phòng không của tên lửa chiến thuật tác chiến và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công. Nhớ lại, vào hồi đầu tháng 2,
ông Medvedev tuyên bố, Nga sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có đầu đạn đặc biệt để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với NATO. Theo ông, nếu xung đột vũ trang với liên minh nổ ra, nó sẽ không diễn ra theo kịch bản SVO. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tình 360 News. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.